thích mày dịch yêu người ta. Chào quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ 20 của ngày 4 tháng 6 2021 nha. Bây giờ là mình cho mọi người coi là mình ăn cái món rủ mọi người ăn món bún bò Huế Đức Chương. Chắc vậy quá. Đây. Mình bỏ mấy cục miếng thịt thôi. Ăn thịt nhai 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 dính răng bực mình quá. Chả nè, mới cắt ra. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Bún bò Huế Đức Chương nè. Có rau răm nè. Có cải tím nè. Lá gì húng lủi nè. Đã không? Đã chưa? Bây giờ mình cần chành điện thoại chứ không thôi là nó hết pin luôn á. Để đi lấy cái đầu chạc cái đã rồi mới ăn. Mời mọi người cùng ăn trưa chúng mình cho vui nè. Ngon lắm nè. Thịt nằm dưới đó, nhét thịt dưới rồi. Rồi mình sẽ trở lại nha. Sao bây giờ điện thoại nó bị gì á, nó không có chịu trở lại nè. Mình finish bên này luôn.